Nghề làm nông dân lao mà vui ghê. Người làm nông trên vai đôi gió sương, sớm trưa cày cuốc ra nắng ra mưa, tối hôm về nhàn mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê. Cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Thân ơi. Dạ. Cái điện thoại nó có gì hấp dẫn đâu mà con suốt ngày con cứ chúi mắt vào đấy thôi. Này, tuổi này rồi không có người yêu, người yêu cứ lấy vợ đi mà đẻ ra đứa cháu chứ bố mẹ còn bế như này. Ừ. Mày định đến bao giờ? À thế à? Con ăn con trẻ mà con nó có người yêu đâu, bố lại đòi con đi lấy vợ làm sao được. Ok. Thế thì mới bảo là cần có người yêu, thế thì mới cần có vợ, thế thì mới cần là có cháu để bế đây này. Thế bây giờ đâu trẻ trẻ đến bao giờ? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà anh bảo còn trẻ nữa? Này này, con bảo con còn trẻ gì? Vâng. Trông lại cái mặt xem, nhầu như cái quả táo tàu héo rồi. Lấy vợ đi, cho bố mẹ còn nhờ. À mày này, bố nói thật nhé. Dạ. Tao biết mày cái khiếu tán gái của mày kém lắm. Tao sẽ bảo cho mày mấy cái chiêu tán gái. Ừ. Đảm bảo với con nhá, Thúy Kiều ở cái làng này con tán nó phát là đổ ngay. Ừ. Ôi, con không cần đâu. Bây giờ là không có cái chuyện là bố mẹ đặt đâu của con ngồi đấy. Bây giờ là con cứ duyên đến là con tự yêu, tự khắc cưới rồi tự đẻ con. Cái chuyện này cứ để con lo, bố mẹ không cần phải xen vào cái cuộc sống của con, cái vấn đề yêu đương. Dạ dạ, không kinh nhá. Mày tự con lo, chắc đến 50 tuổi chưa lo được. Đúng rồi, tự con lo chắc tầm khoảng cưới được vợ tầm khoảng ngót nhát 70. Chúng lúc đấy là đeo kính giống bố anh như quấy bột. Bố mẹ cứ chê con thế nhỉ? Cứ nói chung là cái chuyện này cưới xin hay là cái yêu đương đẻ vợ đẻ con cưới vợ ấy, nó là cái duyên đến, không phải là cứ đặt đâu ngồi đấy đâu. Bố mẹ cứ nói này, con không thích con đi về đấy. Ôi giời, cuống cả lên kia. Cái chuyện này yêu đương rồi đẻ vợ, ôi giời trông kìa. Mày không hiểu này cái thằng này nó giống ai nhỉ? Này ông nó đừng có cái kiểu ở đâu là chưa nói xong nó đi về đấy. Thế xong nó ra đến kia tay nó lại tạch cái này, thế là như nào hả ông? Thôi nó giống bà, giống ai? Ông ấy. Giống tôi á. Ừ. Tầm tuổi nó, gái theo cả đàn. Ôi giời ơi, ai theo? Thế ý ông nói thế là ý ông nói là ngày xưa tôi là gái tôi cũng theo ông gì? Còn lâu nhá, chả biết ai theo ai. Không theo nhưng mà là do cái bài tán gái của tôi nó quá là độc đắc cho nên bà đổ luôn đúng không? Ui. À Dũng đấy ạ. Chào giờ đã, chào cô Tình. Dũng à? Dạ. Uống nước cháu. Không biết là bác với cả cô đang có chuyện gì tranh luận mà mỗi người nhìn một hướng ấy. Mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người một suy nghĩ. Ôi, tất cả là vì cái thằng Thân nhà bác ấy. Thân lại có chuyện gì ạ? À có cái chuyện gì đâu. Bác hỏi thật nhá. Dạ. Cháu với nó có hay nói chuyện với nhau? Cũng có. Có bao giờ cháu thấy thằng Thân nhà bác nó kể chuyện về em này em nọ không? Cũng hơi tế nhị nhưng mà không nhắc về mấy cái chuyện đấy ạ. Rồi thế này nhá, bác nhờ cháu. Dạ. Cháu khuyên nó lấy vợ đi. Hay là cháu làm bố cho nó được. để cháu sẽ lưu ý về vấn đề này, để cháu xem có ai cháu sẽ giới thiệu. Chắc chắn rồi. Cháu uống nước đi. Cháu vẫn giới thiệu thì chắc chắn là chuẩn rồi. Có khi cháu nói là nó nghe đấy. Chứ hai bác nói là này nó bướng lắm. Nó bướng giống ông ấy đây cháu ạ. Thế bây giờ là Thân đang ở đâu rồi ạ? À đấy, anh vừa ngồi đây giận dỗi đi về nhà rồi. Vâng, thế thì góp ý cái việc lấy vợ đấy. Dạ vâng, thế thì có gì để cháu qua nhà cháu gặp Thân. Cháu sẽ nói chuyện với Thân về cái vấn đề này luôn ạ. Bác cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng, chào bác, chào cô ạ. Anh Dung à, đậu Hà Lan á. Nghe cũng hấp dẫn đấy.
Hay là để em về em rồi em tìm hiểu thêm. Cái gì? Có luôn ở trang trại à? Ai dạ, thế bây giờ để em qua luôn. Ui. Ơ cái gì bố? Đấy? Bố nghe trộm con nói chuyện điện thoại đấy à? Ờ, bố nghe trộm đâu. Cái quán nhà mình bố đứng chỗ nào chả được kìa. Ai lại nghe trộm của con? Này này này. Dạ. Thân ơi. Con với Dũng vừa nói chuyện gì đấy? Chuyện gì đâu? Chuyện thanh niên linh tinh ấy, bố quan tâm làm cái gì? À, thôi bây giờ bố ra đây rồi, bố tiện bố trông hàng của con. Con chạy xa trang trại nhà anh Dũng có việc luôn. À. À vâng vâng. Bố trông khổ con. À. Con đi ạ. Mày bảo cái chuyện linh tinh. Tốt đấy. Quá được luôn. Tốt. Như thế là ổn cho đấy con ạ. Rồi. Ôi giời, lại được cả bà nữa cơ. Cái gì đây? Xuất hiện cứ như mà trời giật bắn cả mình. Ai, có chuyện tốt rồi. Chuyện gì? Chuyện quá tốt luôn. Chứ cứ mập mà mập mở đi. Già rồi, ăn nói cái gì nó phải chắc chắn. Làm sao? Thân nhà mình nó có rồi đấy. Cái gì? Có tình yêu á? Chính xác luôn. Thế à? Tôi vừa nghe nó nói chuyện với cậu Dũng. Ừ. Này, nó còn hẹn nhau gặp ở trang trại nữa. Ừ. Đấy, gặp nhau ở trang trại thổ lộ. Lúc đấy tán gái nó mới vào. Cậu có nghe rõ tên tuổi gì không? Tôi nghe mang báng là cái gì là Hà Lan. Úi dồi, này, cái tên Hà Lan có vẻ mỹ miều được đấy bà nhá. Này ông ơi, cái cô gái đấy tên Hà Lan đấy. Đây này, hay là gái Tây à? Trời ơi, có dâu ngoại là tốt lắm rồi. Ừ. Miễn là có dâu. Ôi dồi ôi, nước ngoài hay là Việt Nam đều được mình à. Ôi dồi ôi, này này. Gái Tây nó to cao, con mình bé như con muỗi sao hợp rồi. Làm sao? Ông cứ xem nhiều phim trinh thám, ông cứ ngại ngần cái gì? Bây giờ nhá, ôi dồi ôi, thời đại 4.0 rồi. Người Việt Nam nhá, làm dâu bên nước ngoài nhá, người nước ngoài làm dâu bên Việt Nam là chuyện bình thường. Giời ơi, lâu không, lắm gì cái chuyện đấy. Con trai mình, cái tướng con trai mình nó lấy gái Lào tốt hơn là gái Tây. Gái Lào nó như gái Việt. Tôi không biết, miễn là tôi rất là vui là đã có dâu ngoại là tôi vui rồi nhá. Ừ. Dũng ơi, Dũng. Dạ, chào cô. Cô bảo này, thằng Thân nhà cô đâu rồi? À, Thân vừa đây về cháu xong, chắc là chạy đi có việc một lát nữa sẽ quay lại cô ạ. Hóa ra là Hà Lan, có nghĩa là đậu Hà Lan. Thằng Thân nhà cô nhá, muốn làm trang trại mà lại giấu cô là thế nào nhỉ? Cháu nghĩ không phải là Thân muốn giấu đâu. Chắc là Thân chờ để khi nào chắc chắn thì sẽ thông báo với cô đấy. Thế nhân đây, cháu chia sẻ cho cô cách trồng đậu Hà Lan như thế nào, để cô biết giúp đỡ thằng Thân luôn. Dạ vâng. À, về cách trồng đậu Hà Lan ấy thì cây đậu Hà Lan có thể trồng được ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà mang lại năng suất và tốc độ sinh trưởng tốt ấy thì chỉ ở những khu vực có khí hậu ẩm này và nhiệt độ thì từ 18 cho đến 20 độ C cô ạ. Ừ, 18 đến 20 độ C. Thế 12 độ C với 25 độ C trồng có được không hả cháu? Với cái điều kiện thời tiết đấy thì cây sẽ bị sinh trưởng chậm, thậm chí là sẽ bị lụi tàn nếu mà nhiệt độ trên 35 độ C cô ạ. À, cô nghe nói nhá, trên thế giới ấy là đậu Hà Lan thay thế như một loại rau, có đúng không hả cháu? Dạ. Nó có màu xanh lục và màu vàng, phải không? Dạ vâng ạ. Đậu Hà Lan thì thuộc cây thân thảo này, sống được một năm và có thể tự thụ phấn cô ạ. Lá ấy thì sẽ có hình lông chim này, ở phần đầu cuống chính là những sợi dây leo để thân cây có thể quấn vào những cây khác để leo và phát triển cô ạ. Và rất giàu chất dinh dưỡng. Dạ đúng rồi cô ạ. Đậu Hà Lan thì rất là giàu tinh bột này, chất xơ, chất đạm và nhiều loại vitamin cũng như là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể ạ. Rồi, tốt cho sức khỏe như thế. Chắc chắn là cô sẽ ủng hộ cháu và Thân chồng. Vâng, cháu cảm ơn cô. Con có chí làm ăn như vậy là được đấy. Thôi, từ nay bố mẹ không có giục anh cái chuyện cưới vợ nữa. Anh cứ để khi nào nó chín, nẫu anh chốt, anh cưới vợ. Kệ anh, tôi không có quyết. Bố mẹ không giục con lấy vợ sớm thì con rất là vui. Bây giờ con phải quyết tâm làm ăn để có thể kiếm được công việc ổn định. Sau đấy là con mới có thể kiếm được một cô dâu về cho bố mẹ được. Ừ. Đúng không? Ừ. Chứ làm sao mà tự dưng lấy vợ về sớm đi, xong rồi bản thân con còn chưa lo được, xong rồi bố mẹ lại lo cho cả hai đứa thì chết. Lo xa kìa. Trưởng thành rồi đấy ông ạ. Nhá, không phải là cái cô dâu Hà Lan thì cũng phải là cô dâu cô ve nhá. Thôi rồi, để cho anh quyết thì nhất trí thôi.